Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Togo Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ trải nghiệm cho anh em một con game mobile trải nghiệm trước nha. Một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Hỏa Long Pháp Sư Mobile. Con game này là một con game thẻ tướng lấy chủ đề dựa trên bộ anime manga Fairy Tail khá là nổi tiếng. Và con game này sẽ được phát hành tại Việt Nam trong thời gian tới. Thế nên là hôm nay thì cậu vàng sẽ tìm đến phiên bản tiếng Trung của tựa game này để chơi thử xem là cái con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này nó như thế nào nha anh em nhá. Fairy Tail như mình đã nói là một cái bộ manga anime rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Nhưng mà thú thực với anh em là mình cũng không tìm hiểu nhiều. Mình cũng có chơi, mình đã từng giới thiệu cho anh em rất là nhiều con game mobile liên quan đến Fairy Tail rồi. Đấy, nên mình chỉ nhớ một vài cái nhân vật nổi bật nhất ở trong con game trong Fairy Tail thôi, mình cũng không nhớ hết được. Đấy anh em thông cảm nhá. Rồi, chúng ta sẽ có đây nhân vật Natsu này. Còn đây có một vài nhân vật khác là mình cũng sorry anh em thông cảm, mình cũng biết. Chúng ta đây là em nào đây? Không biết luôn. Đấy. Con game này là một con game thẻ tướng rảnh tay thôi anh em nhá. Và nó sẽ có đồ họa 2D. Và như mình đã nói thì nó sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Tên gọi chính thức khi được phát hành tại Việt Nam nó là Hỏa Long Pháp Sư Mobile. Có lẽ vì vấn đề về bản quyền nên là game không thể để tên là Fairy Tail được. Nó nên phải để tạm thành Hỏa Long Pháp Sư Mobile. Nhưng mà thôi không sao, anh em sẽ quan tâm nhất vẫn là cái phần tạo hình nhân vật các thứ này nọ. À đây chúng ta có chú mèo Happy này. Đó, tức là về phần cơ bản thì tạo hình nhân vật các kiểu thì vẫn giống như là nguyên tác thôi nha em nhá. Đây, cũng có Natsu này, cũng có chú mèo Happy. Rồi các nhân vật như kiểu Lucy, Eza, Scarlet, các thứ. Đây, phần câu chuyện này. Ở đây thì mình sẽ trải nghiệm nhanh thôi. Cơ bản là game tiếng Trung ấy, chúng ta chơi cho biết thôi. Đây, chúng ta sẽ cho nhân vật ra trận chiến đấu này. Đó, đây là một con game thẻ tướng nhá, thẻ tướng rảnh tay. Cái cơ chế chiến đấu của game là theo kiểu turn-based. Đó, trong mỗi lượt đánh thì nhân vật có thể lựa chọn kỹ năng để tấn công. Đây, chúng ta sẽ có hai kỹ năng để lựa chọn mà các bạn sẽ lựa chọn kỹ năng của nhân vật để tấn công. Tất nhiên là sau này thì anh em cũng có auto để sử dụng thôi. Nhưng mà, đấy. Mình thấy là hiệu ứng kỹ năng nhìn cũng khá là ổn nhỉ. Yeah. Đây, fan của Fairy Tail tại Việt Nam mình thấy là cũng khá là đông. Thường thì có những con game về Fairy Tail ấy được phát hành tại Việt Nam mình thấy là rất là đông các bạn game thủ chơi. Đó, rồi, chúng ta sẽ đặt tên nhân vật nhá. Đây, cậu vàng này. Đây à, chúng ta sẽ được tặng Lucy này. Đấy, chúng ta sẽ được tặng Lucy và bây giờ mình đã có hai nhân vật ra trận rồi. Ở đây mình thấy là cái con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này nó chỉ một đội hình tổ đội ra mắt chính thức ấy, ra chiến đấu ấy, chỉ có 4 nhân vật thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm 4 cái nhân vật phụ trợ khác, bao gồm gọi là kỹ năng hỗ trợ đấy. Cái điểm này thì nhiều game có rồi, cái kiểu cơ chế mà là chỉ có 4 nhân vật chính rồi sau đó có 4 nhân vật hỗ trợ ấy. Đây, nhiều game có lắm rồi, mình cũng từng giới thiệu ở trên kênh Tô Game Online ấy. Thì thật ra thì nó không phải cái gì mới đâu. Về cơ bản thì mình thấy là cái gameplay của cái con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này nó không có gì quá là mới nha. Đây rồi, chúng ta có tính năng nâng cấp này, chúng ta sẽ nâng level cho nhân vật. Đó. Khi mà lên level 10 thì anh em có thể tiến bậc lên từ trắng, tướng phẩm ấy, từ trắng lên xanh lá cộng 1, cộng 2 rồi xanh dương. Đấy, cứ như vậy thôi. Bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng nhiều rồi sẽ biết. Đấy, chúng ta sẽ có một slot nhân vật hỗ trợ ở trên này, tức là 4 nhân vật chính và 4 nhân vật hỗ trợ. Khi mình lắp vào thì sẽ nó có một cái kỹ năng hỗ trợ nữa và các bạn sẽ sử dụng trong chiến đấu. Đây, chúng ta có đội hình của mình đang có thêm Eza Scarlet, cũng là một nhân vật ở trong Fairy Tail này. Đấy. Đánh theo lượt nhé, game turn based đánh theo lượt nhé. Đây, sử dụng kỹ năng này. Tiếp tục, đây game đang hướng dẫn cho mình cách sử dụng kỹ năng á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng hỗ trợ này. Đó, sẽ xuất hiện thêm nhân vật có kỹ năng hỗ trợ tấn công. Nhân vật này mình không biết tên là gì luôn. Đó, anh em nào biết tên thì comment phía dưới cho cậu vàng biết nhá. Đấy, cơ bản thì cái con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này nó chơi như vậy thôi. Nhưng mà chắc là điều anh em quan tâm nhất chính là cái phần gọi là chiêu mộ nhỉ. Game thẻ tướng thì anh em quan tâm nhất đến phần tỷ lệ chiêu mộ tướng ấy. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái phần chiêu mộ này qua cái đoạn câu chuyện này đã. Bạn nào mà chơi game thẻ tướng nhiều rồi ấy thì đối với con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này thì anh em làm quen dễ thôi, cũng không có vấn đề gì cả.
Đây, chúng ta có tính năng treo máy nhận thưởng này. Game rảnh tay mà, chúng ta sẽ có tính năng treo máy nhá. Các bạn có thể ấn để nhận thưởng. Nhận thưởng treo máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài sảnh chính. Trong sảnh chính này sẽ có rất là nhiều tính năng và các hoạt động nó sẽ hiển thị lên. Và đầu tiên đó chính là tính năng chiêu mộ. Chúng ta sẽ vào một cái quán nhà hàng và một cái nhà hàng và chúng ta có tính năng chiêu mộ ở đây. Đó, ban đầu thì anh em sẽ được tặng free một lượt quay. Các bạn sẽ quay ra nhân vật. Xem nào, xem được nhân vật gì nào. Thường này game tặng free này thì nó đã mặc định rồi. Đó, chúng ta sẽ được một tướng hạng B này nha. Tướng hạng B này mình không biết tên là gì luôn, anh em thông cảm nhá. Đây, chúng ta sẽ có hai kiểu quay nhá, quay bằng chìa khóa và quay bằng mấy cái tấm thẻ này. Và các bạn có thể quay ra tướng. Tướng ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thẻ cấp khác nhau đây. Thẻ đỏ là SS này, thẻ cam là S, thẻ tím là A và cùng là thẻ xanh dương là thẻ B. Đó, SS là cao nhất nha anh em nhá. SS là thẻ đỏ là thẻ cao nhất. Đó, và mình thấy là nhân vật trong game này nó cũng chia ra các vai trò như kiểu tanker là có hình cái khiên này, hỗ trợ là hình cái lá. Đó, còn kiếm là kiểu gây đam, ba cái vị vai trò chính. Tanker, tấn công và hỗ trợ. Ba màu sắc luôn. Rồi, chúng ta có tỷ lệ quay này. SS tướng đỏ chỉ có 2% thôi. Tướng cam S là 5%, tướng A 15% và cuối cùng tướng B là 78%. Đó. Game nó sẽ ghi rõ tỷ lệ cho anh em nhé. Và mình thấy tỷ lệ khá thấp, ra tướng đỏ khá thấp, 2% khá thấp. 2% là coi như là anh em quay 100 lần thì may ra được. Đấy là ấy nhá, là bao nhiêu? 2% là 0,02. Nói chung là đấy, nói chung là 100 lần chắc được 2 tướng. Đấy, đấy, thì anh em có thể biết là tỷ lệ nó cũng khá là thấp. Rồi, đây đội hình của mình đang có 4 người này. Đó, hiện tại là mình đang sử dụng như này nhá. Thường ấy, ở trong một đội hình như thế này thì chúng ta sẽ tanker sẽ cho lên đầu nha anh em nhá. Tướng mà có hình cái khiên ấy sẽ các bạn thường sẽ cho đứng hàng đầu. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục chiến đấu này. Rồi, đấy. Về cơ bản thì lối chơi của con game Hỏa Long Pháp Sư Mobile này cũng như vậy. Rồi. Ok, đấy. Đấy, chúng ta sẽ đi nâng cấp nhân vật này. Đấy, anh em có thể nâng cấp nhân vật. Rồi, nhận thưởng treo máy này. Em thấy là cách chơi thì nó khá là quen thuộc thôi. Những cái các bạn nhìn mình chơi ấy, thì anh em cũng nắm được sơ qua được về mặt đồ họa cũng như gameplay của anh em rồi. Rồi đó. Tiếp tục nha. Chúng ta mình sẽ chơi thêm một tí thôi. Để túm lại thì cái con Hỏa Long Pháp Sư Mobile này, nếu mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với bạn nào mà là fan của Fairy Tail là chính. Còn nếu bạn đã hỏi cái lối chơi mới ấy, thì con game này nó chưa có đâu. Tức là game nó giữ một cái lối chơi truyền thống của dòng game thẻ bài, thẻ tướng rảnh tay thôi. Đó, chúng ta sẽ có thể quay thêm nhân vật.
À, chúng ta tiếp tục nhé. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp nhân vật nhé. Để xem có cái gì không nhỉ. Đây, hệ thống nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ nhận nhận thưởng. Rồi. Đây là xem có cái gì, đây là cái gì nhỉ? À đây là phần shop. Đó các bạn này nhận thưởng shop thôi. Ở đây phần VIP này, đây chúng ta sẽ xem qua phần VIP nhá. Như vậy là cái con game Hỏa Long Pháp Sư Mobile này sẽ có 14 cấp VIP. Đây chúng ta có một số cái ấy, mình chưa hiểu thì chắc là phải đợi. Đây có một số tính năng mình chưa hiểu ấy. Có lẽ là phải đợi bản tiếng Việt thì em sẽ trải nghiệm rõ hơn. Còn ở trong cái video này này, cậu vàng thì gọi là trải nghiệm để cho biết thôi. Chúng ta sẽ xem qua về đồ họa cũng như gameplay của anh em là xong. Rồi. Đấy. Về mặt cơ chế chiến đấu nhỉ, chả có gì đáng nói lắm nhỉ anh em nhỉ, bởi vì mọi thứ nó khá là cơ bản ấy. Xem có cái gì không nhỉ? À đây hình như là game nó sẽ tặng cho mình 10 cái vé để quay. Chúng ta có 10 cái vé để quay ở cái phần quay bằng cái thẻ đấy anh em ơi. Chúng ta sẽ quay này. Được tặng một thêm một tướng này, tướng A. Thấy tỷ lệ quay khá là thấp. Nếu mà muốn xịn thì chúng ta phải có những cái tấm thẻ cao cấp hơn. Đó, để ra được tướng S hoặc là tướng SS. Quan trọng nhất là tướng SS anh em ạ. Rồi, có lẽ là mình cũng lướt qua như thế thôi. Còn bạn nào mà anh em xem đến đây thì các bạn thể thấy được sơ qua về cơ bản về đồ họa và gameplay của cái con game Hỏa Long Pháp Sư Mobile này rồi. Túm lại thì đây là một con game thẻ tướng lấy chủ đề Fairy Tail đấy và sẽ ra mắt tại Việt Nam thời gian sắp tới. Ở đây thì mình trải nghiệm bản tiếng Trung nhá. Thì nếu mà anh nào quan tâm thì con game này nó cũng sắp ra mắt tại Việt Nam rồi, thì anh em có thể quan tâm vào hóng những cái thông tin mới nhất của con game này. Hình như là cũng có fanpage rồi đấy, các bạn thể hóng thêm thông tin và nếu bạn thích thì có thể chơi thử phiên bản tiếng Việt luôn ở con game này. Còn đây là mình chơi cho anh em biết thôi, chứ nói thật là để mà chơi bản tiếng Trung của game này nó hơi lằng nhằng nên mình không hướng dẫn được cho anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốt Game Online nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.